Các bạn đang nghe truyện ngộ tính nghịch thiên ta tại chư thiên sáng pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 48, tỉnh cũng ngộ đạo, ngủ cũng ngộ đạo. Chỉ là, thiên tài thì có ích gì chứ, kim tu thái âm vô cực và thái dương vô cực, cực hạn chính là thiên tượng cảnh, vĩnh viễn không thể đạt đến độ cao của các đời thiên sư. Bởi vì thái âm thái dương chi lực trong cơ thể, sẽ bộc phát vào thời khắc trở thành thiên sư. Tuổi còn trẻ như vậy, đã có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của lực lượng như vậy thiên sư phủ ta vị chân nhân mập mạp nói được một nửa liền ngừng lại lúc này trong lòng ông dâng lên một suy nghĩ vô cùng đau lòng một thiên tài như vậy tại sao lại đi nhầm đường chứ thời gian trôi như nước chảy thoáng chốc đã một năm trôi qua cuộc sống của lâm nguyên gần như không có gì thay đổi hắn hoặc là ở trong chân võ đạo tàng đỉnh ngộ tâm đắc của các đời thiên sư để lại hoặc là leo lên đỉnh Long Hổ Sơn ngắm nhìn biển mây. Trừ khi thỉnh thoảng trò chuyện với Thanh Bình, hắn gần như không nói một lời nào. Phủ chủ Thương Thanh Chân Nhân sau khi biết được Thanh Bình bước vào cảnh giới Thượng Tam phẩm là do sự chỉ điểm của Lâm Nguyên, cũng muốn cùng Lâm Nguyên trao đổi một phen, nhưng rất nhanh đã bị những động tĩnh bên ngoài lôi kéo sự chú ý. Vạn Ma môn muốn quyết chiến. Môn chủ Vạn Ma môn dẫn theo chính vị phó môn chủ, 43 vị hộ pháp 126 vị đà chủ, cùng với hàng ngàn ma chúng, hùng hổ muốn tấn công lên Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn là tổ đình của đạo môn, Thiên Sư phủ càng là đệ nhất thiên hạ, các đời thiên sư vô địch đều xuất thân từ nơi này. Chỉ cần sang bằng Long Hổ Sơn, tiêu diệt Thiên Sư phủ, thế gian còn ai có thể cản bước vạn ma môn trong chân võ đại điện. Bầu không khí ngưng trọng bao trùm. Các vị cường giả thiên tượng cảnh, đứng đầu là Thương Thanh chân nhân, tụ tập tại đây. Hầu hết các vị thiên tượng cảnh này đều đến từ các thế lực khác trên thế gian, lúc này nhận được lời hiệu triệu của Thiên Sư phủ nên đã đến đây. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu, nếu Vạn Ma môn thật sự sang bằng Thiên Sư phủ, tiếp theo bị tiêu diệt chính là các thế lực chính đạo khác. Vào thời bình, các thế lực chính đạo đã tiêu diệt không ít ma đầu. Một khi để Vạn Ma môn nắm quyền, kết cục của bọn họ cũng sẽ chẳng khá hơn Thiên Sư phủ là bao chín vị phó môn chủ của vạn ma môn đều là thiên tượng cảnh 43 vị hộ pháp càng là cảnh giới thượng tam phẩm thật khó đối phó đây một vị thiên tượng cảnh có ngoại hình trung niên phu nhân chậm rãi lên tiếng các cường giả thiên tượng cảnh khác nghe vậy khẽ gật đầu đồng tình thiên tượng cảnh của bọn họ cộng lại có 11 vị còn nhiều hơn hai người so với vạn ma môn nhưng cường giả thiên tượng cảnh của ma môn rất khó đối phó, công pháp của ma môn vốn đã am hiểu sát phạt cho dù hai vị thiên tượng cảnh chính đạo vây công một vị thiên tượng cảnh ma đạo cũng có khả năng bị đối phương liều chết đổi mạng một người những điều này không đáng ngại lúc này phủ chủ thiên sư phủ thương thanh chân nhân lên tiếng xét về sức chiến đấu thiên tượng cảnh của thiên sư phủ đi theo con đường thái âm vô cực hoặc thái dương vô cực rõ ràng mạnh hơn thiên tượng cảnh của ma môn điều này đã được kiểm chứng qua nhiều lần giao thủ trong quá khứ thương thanh chân nhân đã ba lần ra tay dễ dàng đánh lui vài vị phó môn chủ của vạn ma môn ngay cả môn chủ vạn ma môn khi đối mặt với thương thanh chân nhân cũng lựa chọn chủ động rút lui chỉ có điều trong tình huống này vạn ma môn lại dám phát động quyết chiến muốn tấn công lên long hổ sơn điều này khiến thương thanh chân nhân có một dự cảm chẳng lành có hai khả năng một là vạn ma môn đã phát điên muốn liều chết đánh một trận hai là vạn ma môn có đủ tự tin cho rằng mình có thể sang bằng lông hổ sơn thương thanh chân nhân cho rằng khả năng thứ nhất không lớn ông đã tiếp xúc với môn chủ vạn ma môn nhiều lần ông hiểu rõ tính cách của đối phương rất trầm ổn tuyệt đối sẽ không làm những việc không nắm chắc đây cũng là lý do môn chủ vạn ma môn ngay cả khi giao thủ với thương thanh chân nhân cũng không lựa chọn đối đầu trực tiếp mà trực tiếp rút lui người ngoài chỉ cho rằng môn chủ vạn ma môn sợ hãi nhưng thương thanh chân nhân lại không nghĩ như vậy môn chủ vạn ma môn rút lui chẳng qua là không muốn lãng phí thời gian ngày hôm đó thanh bình hốt hoảng leo lên đỉnh long hổ sơn sơn phong sư huynh không hay rồi trường thanh sư thúc ông ấy sắc mặt thanh bình trắng bệch cẩn thận nhìn lâm nguyên trường thanh trường thanh sư thúc làm sao vậy lâm nguyên mở mắt quay đầu nhìn thanh bình trường thanh đạo trưởng khi truy kích ma đầu đã bị phục kích đợi đến lúc chúng ta chạy tới ông ấy đã bị thương nặng hôn mê phủ chủ bọn họ đều đã xem qua nói là ma khí xâm nhập phủ tạng rất khó tỉnh lại thanh bình một hơi kể hết mọi chuyện đưa ta đi xem lâm nguyên trực tiếp nói dù sao nếu không có trường thanh đạo trưởng năm đó hắn cũng không thể sống đến bây giờ mặc dù đối với lâm nguyên mà nói chết không phải là kết thúc chỉ là lãng phí một lần cơ hội xuyên việt trong đạo viện lâm nguyên nhìn trường thanh đạo trưởng đang hôn mê thanh bình đứng bên cạnh trên mặt lộ rõ vẻ đau buồn trường thanh đạo trưởng rất được lòng người trong thiên sư phủ thanh bình đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ ông trong lòng thanh bình trường thanh đạo trưởng giống như một vị trưởng bối chứ không chỉ đơn thuần là sư thúc không có gì đáng ngại lâm nguyên cẩn thận kiểm tra một lượt đưa ra kết luận trường thanh đạo trưởng giao chiến với ma đầu bị đối phương dùng ma khí quán thể dẫn đến ý thức hôn mê không thể tỉnh lại loại quán thể này người ngoài rất khó nhúng tay vào cho dù là cường giả thiên tượng cảnh đỉnh phong cũng không thể làm gì được nhưng chỉ cần chờ lâm nguyên lấy thái âm thái dương chi lực làm căn cơ đột phá thiên tượng cảnh giải quyết loại ma khí quán thể này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay chăm sóc cốt trường thanh sư thúc qua một thời gian nữa ta sẽ đến cứu ông ấy lâm nguyên dặn dò thanh bình một câu hiện tại khoảng cách hắn hoàn toàn dung hợp thái âm thái dương chỉ còn thiếu một chút ngộ tính nghịch thiên từng giây từng phút lĩnh ngộ khiến lâm nguyên ngày càng tiến gần đến cảnh giới thiên sư vâng thanh bình ngẩng người đáp việc trường thanh đạo trưởng hôn mê không hề gây ảnh hưởng gì đến lâm nguyên hắn vẫn luôn chìm đắm trong quá trình ngộ đạo dưới sự trợ giúp của ngộ tính nghịch thiên lâm nguyên lúc tỉnh cũng ngộ đạo lúc ngủ cũng ngộ đạo ngộ tính của ngươi nghịch thiên lĩnh ngộ về âm dương chi đạo đang dần sâu sắc hơn ngộ tính của ngươi nghịch thiên lĩnh ngộ về âm dương chi đạo đang dần sâu sắc hơn ngộ tính của ngươi nghịch thiên lĩnh ngộ về âm dương chi đạo đang dần sâu sắc hơn lâm nguyên khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn tâm vô tạp niệm tiếp tục lĩnh ngộ âm dương chi lực phải nói rằng Âm dương chi lực tuyệt đối là lực lượng có cấp bậc cao nhất mà Lâm Nguyên từng tiếp xúc. Chỉ riêng việc lĩnh ngộ lực lượng này, Lâm Nguyên đã tốn gần 10 năm. Đây là còn nhờ vào năng lực của ngộ tính nghịch thiên. Đương nhiên, so với những cường giả khác trên thế giới này, thậm chí là các đời thiên sư. Tốc độ lĩnh ngộ tu luyện của Lâm Nguyên quả thực không thể dùng lẽ thường để giải thích, bất kỳ thiên tài biến thái nào cũng không thể sánh bằng. Cách Long Hổ Sơn trăm dặm bên trong một đại điện u ám một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen ngồi trên chủ tọa người đàn ông cao lớn này có đôi mắt đen kịt người bình thường chỉ cần nhìn một cái sẽ nảy sinh tâm ma đủ loại dục vọng trào dân môn chủ quyết chiến với thiên sư phủ sớm như vậy có phải là bên dưới phía bên phải một lão già da nhăn nheo thăm dò hỏi nội tình của thiên sư phủ thâm sâu khó lường dù sao cũng đã từng xuất hiện 36 vị thiên sư vô địch thiên hạ. Thêm vào đó, các thế lực chính đạo khác sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ toàn lực chi viện. Vạn Ma môn bọn họ tuy rằng thế lực hùng mạnh, nhưng cũng không nên đối đầu trực diện với thiên sư phủ. Lũ vô dụng. Nếu bổn tọa không nắm chắc, thì sao lại đưa ra quyết định này? Môn chủ Vạn Ma môn ngồi trên chủ tọa hừ lạnh một tiếng. Các ma chúng bên dưới lập tức toát mồ hôi lạnh. Ngay cả chính vị phó môn chủ có thực lực thiên tượng cảnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tự mình biết mình, chính vị phó môn chủ rất rõ ràng, với tiềm lực của bọn họ, căn bản không có khả năng bước vào thiên tượng cảnh. Là môn chủ vạn ma môn, không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, cưỡng ép nâng bọn họ lên cảnh giới này. Tuy rằng phải trả giá rất lớn, ít nhất là mất đi 20 năm tuổi thọ, nhưng chính vị phó môn chủ căn bản không hối hận. Đây chính là thiên tượng cảnh cảnh giới mà không biết bao nhiêu người mơ ước cảm giác đứng trên đỉnh cao thế gian không ai ghét bỏ ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì môn chủ vạn ma môn chậm rãi đứng dậy khỏi chủ tọa nhưng bổn tọa đã bước nửa bước ra khỏi thiên tượng cảnh chỉ cần thiên sư phủ không xuất hiện thiên sư với thực lực của bổn tọa đủ để quét ngang bọn chúng ánh mắt môn chủ vạn ma môn thâm sâu khó lường bước ra khỏi thiên tượng cảnh nửa bước chính vị phó môn chủ phía dưới đều giật mình mặc dù vượt qua giới hạn thiên tượng cảnh không phải là đặc quyền của thiên sư phủ ngoài thiên sư ra vẫn có một số rất ít thế lực truyền thừa khác có thể vượt qua thiên tượng cảnh hoặc nửa bước hoặc cả bước nhưng những người đạt đến trình độ này đều cực kỳ hiếm hoi bây giờ môn chủ của bọn họ cũng đã đạt đến thừ nếu ta có thể hấp thụ hoàn toàn truyền thừa của nguyên thủy ma môn thì không chỉ là bước ra nửa bước môn chủ vạn ma môn liếc nhìn đám thuộc hạ phía dưới trong đầu không khỏi hiện lên tất cả những gì mình đã trải qua ở vùng đất truyền thừa của nguyên thủy ma môn đó là cơ duyên lớn mà hắn phải trải qua chín lần chết đi sống lại mới có được hơn nữa hắn chỉ có thể tiến vào một lần bây giờ cho dù muốn vào lần nữa cũng không thể thậm chí ngay cả phạm vi vị trí tương ứng cũng không thể xác định thời gian trôi qua trận quyết chiến giữa vạn ma môn và các thế lực chính đạo như thiên sư phủ ngày càng đến gần nửa năm sau dưới chân long hổ sơn vạn ma môn dẫn đầu mấy ngàn ma chúng tập trung thiên sư phủ cũng không chịu thua kém các cường giả thiên tượng cảnh đều xuất hiện đối đầu với vạn ma môn ha 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 thương thanh chân nhân ngươi đừng tưởng rằng lần trước ta chủ động rút lui là sợ ngươi môn chủ vạn ma môn cười ngạo nghễ ma khí khủng bố cuồn cuộn tỏa ra bát phương đối diện hắn thần sắc thương thanh chân nhân bình tĩnh không hề bị ảnh hưởng. Tàn dư nguyên thủy ma môn, năm xưa bị các đời thiên sư của thiên sư phủ ta truy sát còn chưa đủ sao, thương thanh chân nhân thản nhiên nói. Vậy thì đã sao, thiên sư phủ các ngươi đã 500 năm nay chưa xuất hiện thiên sư. Thiên hạ này, cuối cùng sẽ thuộc về nguyên thủy ma môn ta. Môn chủ vạn ma môn không thèm che giấu nữa, khí tức tỏa ra ngày càng nặng nề. Thương thanh chân nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Nếu Lâm Nguyên không đi nhầm đường, Thiên sư phủ cũng chưa chắc không thể lại xuất hiện một vị thiên sư. Nhưng hiện tại nói những điều này cũng vô dụng, cho dù là thiên sư cũng cần thời gian để trưởng thành. Theo tốc độ tu luyện của các đời thiên sư, ít nhất cũng phải mất 50 năm mới có thể trở thành thiên sư. Thiên sư của Thiên sư phủ khi xuống Long Hổ Sơn, phần lớn đều đã 6, 70 tuổi. Cho dù Lâm Nguyên mọi việc thuận lợi, không đi bất kỳ lối rẽ nào thì cũng phải 50 năm sau mới có thể trở thành thiên sư hôm nay, liền để ngươi, thương thanh chân nhân, kiến thức được thực lực thật sự của ta. Thấy thương thanh chân nhân không nói lời nào, môn chủ vạn ma môn cười ha ha, trực tiếp giơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm xuống. ầm 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 Khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng nghiền ép xuống. Thương thanh chân nhân thấy vậy, không chút do dự rút thanh kiếm bên hông ra. Ông. Kiếm khí cực kỳ sắc bén bột phát, trực tiếp xuyên thủng ma khí xung quanh, đồng thời chém về phía môn chủ vạn ma môn. Thiên sư bội kiếm, cũng không tồi, với thực lực của ngươi, sử dụng thiên sư bội kiếm, thúc giục thiên sư chi lực còn sót lại bên trong, cũng có thể bộc phát ra thực lực gần bằng ta. Môn chủ vạn ma môn bình phẩm một câu. Thương thanh chân nhân là phủ chủ đời này của thiên sư phủ, khi còn trẻ đương nhiên cũng được coi là hạt giống thiên tượng cảnh bồi dưỡng, cũng từng tiến vào kiếm trũng, và được một thanh thiên sư bội kiếm lựa chọn. Mặc dù Thiên Sư bội kiếm kém xa chân vũ bội kiếm, bên trong ẩn chứa Thái Âm chi lực và Thái Dương chi lực bản chất lực lượng, nhưng được các đời thiên sư ngày đêm ấp ủ, lưu lại một chút thiên sư chi lực. Cường giả thiên tượng cảnh của thiên sư phủ đi theo con đường tương tự, toàn lực thúc dục, hoàn toàn có thể khơi dậy thiên sư chi lực sâu trong thiên sư kiếm. Đáng tiếc, cho dù là thiên sư bội kiếm, cũng chỉ là ngoại vật, cho dù ngươi có thể thúc dục, thì có thể thúc dục được bao lâu? môn chủ vạn ma môn cười nhạo cho dù tất cả thiên tượng cảnh của thiên sư phủ các ngươi đều có một thanh thiên sư bội kiếm liên thủ vây giết ta thì cũng chỉ có thể áp chế ta đợi đến khi lực lượng của các ngươi cạn kiệt ánh mắt môn chủ vạn ma môn lạnh lùng trên thực tế thiên tượng cảnh của thiên sư phủ không thể nào thật sự cùng thương thanh chân nhân vây giết môn chủ vạn ma môn bởi vì nhân thủ không đủ khiến cường giả thiên tượng cảnh của ma môn có thể không kiên nể gì chết đi môn chủ vạn ma môn bước ra một bước ma khí khủng bố điên cuồng bao phủ mà tới không ổn sắc mặt thương thanh chân nhân đại biến đỉnh long hổ sơn khác hẳn với bầu không khí ngân trọng lạnh lẽo dưới chân núi nơi đây mặt trời mọc lại có một tia ấm áp lan tỏa lâm nguyên vẫn ngồi trên tảng đá lớn tính vật ngoại vật sơn phong sư huynh thanh bình không biết từ lúc nào đã chạy lên phủ chủ bảo ta nói với sư huynh bây giờ lập tức rời khỏi long hổ sơn từ mật đạo thanh bình nhanh chóng nói giao chiến với vạn ma môn thương thanh chân nhân không có nắm chắc tuyệt đối để đảm bảo truyền thừa của thiên sư phủ lâm nguyên đệ tử được chân vũ bội kiếm công nhận nhất định phải rời đi như vậy cho dù xuất hiện khả năng cực đoan nhất truyền thừa của thiên sư phủ cũng không triệt để bị đoạn tuyệt chỉ cần chân vũ bội kiếm không rơi vào tay vạn ma môn khả năng xuất hiện thiên sư mới trong tương lai vẫn còn cho dù là trăm năm ngàn năm sau chỉ cần xuất hiện một vị thiên sư mới vẫn có thể khôi phục truyền thừa của thiên sư phủ sơn phong sư huynh thấy lâm nguyên không đáp lại thanh bình lại nhỏ giọng gọi một tiếng tuy nhiên lâm nguyên quay lưng về phía hắn vẫn làm ngơ hai mắt nhắm hầu tựa như đang thần du thái hư sơn phong sư huynh ngay khi thanh bình suy đoán có phải lâm nguyên đã ngủ thiếp đi định tiến lên đẩy một cái thì Lâm Nguyên đang ngồi trên tảng đá lớn đột nhiên mở mắt ra. Mộ tính của ngươi Nghịch Thiên, ngày đêm mộ đạo, lĩnh ngộ ra Thái Âm Thái Dương dung hợp chi pháp, đồng thời dựa vào đó cực điểm thăng hoa, vượt qua thiên tượng cảnh. Ánh mắt Lâm Nguyên trong veo. Thì ra là thế. Lâm Nguyên đứng dậy, từ trên tảng đá lớn đứng lên. Lúc này, trong tầm nhìn của hắn, vạn vật trên thế gian đều được chia thành hai màu âm dương, âm dương hóa thành đen trắng, hóa thành âm ngư dương ngư không ngừng đan xen, không ngừng dung hợp. Sơn Phong sư huynh, huynh, ánh mắt thanh bình ngẩn ngơ, không biết tại sao, hắn cảm thấy Sơn Phong sư huynh bây giờ có chút khác biệt so với trước đây. Đợi một chút. Lâm Nguyên mỉm cười, đưa tay ra nắm vào hư không. Một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lơ lửng trên tay Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm này, thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước đi. Vèo, thanh kiếm bay lên trời hướng về phía chân núi Long Hổ Sơn dưới Long Hổ Sơn Thương Thanh chân nhân đang giao chiến với môn chủ Vạn Ma môn đột nhiên môn chủ Vạn Ma môn như nhận ra điều gì sắc mặt đại biến thân hình đột nhiên lùi lại chỉ thấy một thanh cổ kiếm từ trên trời giáng xuống mũi kiếm cắm vào vị trí môn chủ Vạn Ma môn vừa đứng cổ kiếm chỉ dài ba thước nhưng đạo vận minh mông che trời che đất như thể có cả ngọn Long Hổ Sơn hùng vĩ mờ mờ có thể thấy trên vỏ kiếm khắc hai chữ, Chân Vũ. Chân Vũ bội kiếm, sắc mặt môn chủ vạn ma môn ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía cổ kiếm bay đến. Đó là Đỉnh Long Hổ Sơn. Lúc này, Đỉnh Long Hổ Sơn. Lâm Nguyên chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng bước ra một bước. Bước này dài đến trăm trượng, trực tiếp bước ra khỏi Long Hổ Sơn. Biển mây trên Đỉnh Long Hổ Sơn cuồn cuộn, cùng, cùng nhau dồn về phía chân Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chân đạp biển mây, từng bước từng bước đi về phía chân núi. Thanh Bình ngây người nhìn dị tượng trước mắt, như nhớ ra điều gì, khóc mắt đỏ hoe, thấp giọng lẩm bẩm, trường thanh sư thúc, người mau tỉnh lại nhìn xem, Sơn Phong sư huynh một bước thành thiên sư rồi. Đỉnh Long Hổ Sơn, biển mây cuồn cuộn như sóng trào. Một thân ảnh đạo sĩ, vận đạo bào, đầu đội mũ hoa sen, thông thả bước xuống. Lấy thiên địa làm bậc thang lấy biển mây làm nấc thang. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người, bất kể là chính đạo hay ma đạo, tất cả đều rung rẩy trong lòng, kính sợ như thần minh. Thiên sư, thiên sư của Thiên sư phủ chúng ta, một vị đạo sĩ già của Thiên sư phủ nhìn thấy, nước mắt lưng tròng, môi run run nói: "Ngoài Thiên sư vô địch thiên hạ, còn ai có năng lực này?" Dẫm lên biển mây, ngự không mà xuống, cường giả đương thời, mạnh như thiên tượng cảnh mạnh như tồn tại đặc thù vượt qua thiên tượng cảnh nửa bước, đều không làm được điều này. Chỉ có thiên sư nắm giữ thái âm vô cực hoặc thái dương vô cực mới có thủ đoạn như thế. Thiên sư, thiên sư, đệ tử đời thứ 183 của thiên sư phủ bái kiến thiên sư, bái kiến thiên sư, vô số đệ tử thiên sư phủ bùng một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Đệ tử của các thế lực chính đạo khác cũng quỳ xuống, thiên sư của thiên sư phủ, đối với Long Hổ Sơn, Đối với cả thiên hạ đều có ý nghĩa đặc thù, một vị thiên sư xuất thế, các tông chủ, trưởng môn của các thế lực chính đạo đều phải tự mình đến bái kiến. Thiên sư Bình Dương đạo trưởng nhìn chằm chằm, ánh mắt mờ mịt, khác với các đệ tử khác, thậm chí là các thế lực chính đạo khác. Nhà mình biết chuyện nhà mình, thế hệ thiên sư phủ hiện tại quả thực có một đệ tử được chân vũ bội kiếm công nhận. Nhưng đó mới qua bao lâu, chưa đến 10 năm cho dù thật sự có tiềm lực trở thành thiên sư cũng phải bốn năm mươi năm sau bây giờ thành thiên sư thiên sư phủ chủ thương thanh chân nhân ngẩng đầu nhìn trời nhìn về phía thân ảnh dẫm lên biển mây kia theo khoảng cách rút ngắn ông cũng nhìn rõ dung mạo của thân ảnh này chính là trương sơn phong từng bị ông từ bỏ chẳng lẽ thật sự là ta sai đồng thời đi thái âm vô cực thái dương vô cực cũng là con đường thông thiên cũng có thể bước vào cảnh giới thiên sư tâm tư phủ chủ thương thanh chân nhân rối bời mất mấy hơi thở mới bình tĩnh lại không trách ông thất thố như vậy những người khác chỉ nhìn thấy thiên sư phủ lại có một vị thiên sư xuất thế căn bản không nghĩ tới vị thiên sư này rốt cuộc đi con đường nào đó là con đường tuyệt lộ chưa từng có trong lịch sử thiên sư dung hợp thái âm vô cực thái dương vô cực nếu lâm nguyên không trở thành thiên sư thì thôi một khi thành tựu thiên sư vị bằng thái âm vô cực thái dương vô cực như vậy sẽ là thiên sư mạnh nhất trong 6.800 năm qua của thiên sư phủ, ngay cả thiên sư đời đầu tiên sáng lập thiên sư phủ cũng không bằng. Con đường dung hợp thái âm vô cực thái dương vô cực, ai cũng biết rất mạnh, thương thanh chân nhân làm sao không biết. Nhưng biết mạnh, với việc không ai làm được là hai chuyện khác nhau. Mọi người đều rõ ràng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, sẽ trở thành nhân vật như thần tiên, nhưng có mấy người có thể thật sự lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thái âm vô cực thái dương vô cực càng là như thế lực lượng hoàn toàn trái ngược sơ ý tiếp xúc thân thể nổ tung ngay trước mắt chỉ là hiện tại sắc mặt thương thanh chân nhân hiện lên vẻ khó tin phức tạp cười khổ kích động cùng với sợ hãi ông suýt chút nữa suýt chút nữa đã hủy lâm nguyên hủy cả thiên sư phủ nếu lâm nguyên không kiên trì ý kiến của mình nhất quyết đồng thời đi thái âm thái dương mà theo yêu cầu của ông chọn một trong hai cuối cùng cho dù thành thiên sư, cũng là thiên sư bình thường trong số các đời thiên sư của thiên sư phủ. Thậm chí sẽ như các đời thiên sư, mãi đến năm 60 tuổi mới thành thiên sư, đến lúc đó, toàn bộ thiên sư phủ đã bị vạn ma môn sang bằng. Thương thanh chân nhân hít sâu một hơi. Dù sao đi nữa, thiên sư phủ sau 500 năm, lại có một vị thiên sư xuất thế. Hơn nữa rất có thể là thiên sư mạnh nhất lịch sử. Còn những thứ khác, ông ta, thương thanh chân nhân có mắt như mù thì đã sao cho dù bây giờ bảo ông lấy cái chết tạ tội thương thanh chân nhân cũng sẽ không chút do dự có thể nhìn thấy thiên sư của thiên sư phủ trước khi chết đã đáng giá rồi thiên sư chết tiệt sao lại vào lúc này xuất hiện một vị thiên sư môn chủ vạn ma môn sởn cả tóc gáy mấy chục năm gần đây hắn vừa tích lũy thực lực vừa âm thầm thăm dò thiên sư phủ mãi cho đến khi xác định thế hệ này của thiên sư phủ vẫn chưa có thiên sư ra đời mới dám tập hợp lực lượng ma đạo dự định quyết chiến với thiên sư phủ mãi cho đến khi quần ma vây núi môn chủ vạn ma môn mới hoàn toàn xác định thiên sư phủ không có thiên sư tọa trấn nếu không với thực lực vô địch của thiên sư làm sao có thể để bọn hắn bao vây long hổ sơn chỉ là môn chủ vạn ma môn làm sao cũng không ngờ tới vào thời khắc cuối cùng Thiên sư phủ lại xuất hiện một vị thiên sư. Với nhãn lực của môn chủ vạn ma môn, tự nhiên có thể nhìn ra vị thiên sư này vừa mới đột phá, nếu không thì ngay cả Thương Thanh chân nhân cũng sẽ không lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ như vậy. Điển mây hạ xuống. Lâm Nguyên rơi xuống đất, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía môn chủ vạn ma môn. Vút, chân vũ bội kiếm cắm trên mặt đất, lại bay lên, xoay quanh Lâm Nguyên, cuối cùng lơ lửng bên cạnh hắn thiên sư trong lòng môn chủ vạn ma môn rung lên đi môn chủ vạn ma môn không chút do dự thân hình lập tức tháo chạy tuy rằng hắn vẫn còn rất nhiều ác chủ bài thậm chí còn mang ra ác chủ bài mạnh nhất từ nơi truyền thừa của nguyên thủy ma môn nếu sử dụng những ác chủ bài này thương thanh chân nhân đã chết từ lâu làm sao có thể dây dưa với hắn lâu như vậy nhưng môn chủ vạn ma môn biết rõ trong lòng trước mặt một vị thiên sư chân chính, những ác chủ bài này chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Tối đa là từ bị thiên sư vỗ một chưởng chết, biến thành bị vỗ hai chưởng, ba chưởng chết. Sống thêm vài hơi thở, nhưng kết quả sẽ không có gì thay đổi. Vì vậy, môn chủ vạn ma môn tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Kỳ thật khi chân vũ bội kiếm xuất hiện, môn chủ vạn ma môn đã mơ hồ đoán được có liên quan đến thiên sư. Nhưng sự không cam lòng trong lòng khiến hắn phải tận mắt nhìn thấy lâm nguyên xác định thật sự là thiên sư mới quyết định rút lui xoẹt 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 chỉ thấy thân hình môn chủ vạn ma môn đột nhiên nổ tung hóa thành sáu đạo ma ảnh chạy trốn về bốn phương tám hướng đây là ma công bảo mệnh bí thuật với thực lực của môn chủ vạn ma môn đột nhiên thi triển bí thuật này cho dù là thiên sư cũng chưa chắc đuổi kịp hơn nữa lâm nguyên chỉ mới đột phá trình độ nắm giữ lực lượng cảnh giới thiên sư không cao muốn chạy lâm nguyên khẽ cười khởi tâm niệm lâm nguyên khẽ động lấy hắn làm trung tâm phạm vi trăm dặm hình thành một vòng tròn khổng lồ bên trong vòng tròn tràn ngập lực lượng thái âm vô cực và thái dương vô cực hóa thành hai màu đen trắng tạo thành âm ngư dương ngư không ngừng dung hợp không ngừng chuyển đổi không ngừng va chạm ầm trong phạm vi sáu đạo ma ảnh lặng yên sụp đổ năm đạo chỉ còn lại môn chủ vạn ma môn với vẻ mặt kinh hoàng. Không, thủ đoạn gì đây, ngươi không phải thiên sư. Môn chủ vạn ma môn liều mạng giải dụa, ấn đường mơ hồ bốc cháy hắc viêm, muốn chống cự thứ gì đó, nhưng lại hóa thành tro bụi trong làn sóng đen trắng. Môn chủ vạn ma môn, kẻ đã gây ra vô số sóng gió trên đời trong mấy chục năm qua, dẫn đầu ma môn vây công long hổ sơn. Chết. Hiện trường rơi vào im lặng chết chóc. Cường giả bên phía thiên sư phủ đầu óc choáng váng, như đang nằm mơ. Tuy trong lòng bọn họ sớm đã đoán được, thiên sư tiếp theo sẽ quét ngang vạn ma môn, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vẫn dâng lên muôn vàng cảm xúc. Môn chủ vạn ma môn, kẻ đã gây áp lực cực lớn cho bọn họ, trước mặt thiên sư, giống như con kiến bên đường, tùy tiện dẫm một cái là chết. So với tâm tư ngàn vạn của chính đạo, bên ma đạo thì đơn giản và thuần túy hơn nhiều sợ hãi kinh hoàng hoảng loạn run rẩy tất cả các loại cảm xúc ù vào lòng mỗi tên ma đầu chạy mau thiên sư phủ lại xuất hiện một vị thiên sư còn đứng ngay ra đó làm gì môn chủ cũng chết rồi mau chạy đi nếu không cũng chết chính vị phó môn chủ thiên tượng cảnh vô số hộ pháp đà chủ tất cả đều vô cùng hoảng sợ chạy xa khỏi long hổ sơn trảm tâm niệm lâm nguyên khẽ động Thái cực âm dương đồ bỗng nhiên mở rộng, sau đó rút chân vũ bội kiếm ra, nhẹ nhàng chém xuống. Xoẹt! Kiếm quang vừa bay ra chỉ có ba thước, nhưng lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng, sắc bén vô cùng. Chỉ một kiếm, trong chín vị phó môn chủ, đã có bảy vị bị chém thành hai khúc, mà chúng còn lại thương vong hàng trăm. Lâm Nguyên lại chém ra mấy kiếm. Mấy ngàn thi thể ma chúng nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Gần xong rồi. Lâm Nguyên thu hồi chân vũ bội kiếm. Vài kiếm chiêu vừa rồi đã khiến mấy ngàn ma chúng vây quanh Long Hổ Sơn, không chết sạch cũng phải mất chính thành. Lâm Nguyên xoay người, đi về phía mọi người của Thiên Sư phủ. Sơn, Thiên Sư, Bình Dương đạo trưởng, Thương Thanh chân nhân, hai tay run rẩy, lão lệ tuôn rơi. Đây chính là Thiên Sư, 500 năm qua, cuối cùng Thiên Sư phủ cũng xuất hiện một vị Thiên Sư. Bái kiến Thiên Sư. Bái kiến thiên sư. Mọi người thuộc các thế lực chính đạo khác cũng đồng loạt cúi đầu. Lúc này, trong lòng họ cũng tràn đầy chấn động, đồng thời một nghi vấn cũng dấy lên. Thiên sư của thiên sư phủ, thật sự mạnh đến vậy sao? Giết thiên tượng cảnh như giết gà, vừa rồi, từng chiêu thức của Lâm Nguyên đều được bọn họ thu vào mắt, hơn nữa trong các đại thế lực, cũng có ghi chép về các đời thiên sư trước đây. Về mặt phân chia thực lực, thiên sư thật sự hoàn toàn vượt trội hơn thiên tượng cảnh, nhưng năng lực và thủ đoạn, lẽ nào khủng bố đến vậy, đều đứng dậy đi. Lâm Nguyên phất tay. Vâng. Mọi người đứng dậy, trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, vị thiên sư đời này tính tình có vẻ không tệ. Chỉ là vừa nghĩ đến kết cục của mấy ngàn ma chúng vừa rồi, cùng với cảnh tượng sát chết la liệt khắp nơi ở đằng xa, lập tức vứt bỏ suy nghĩ đó. Không tệ cái rắm đệ tử đệ tử có tội thương thanh chân nhân vẫn quỳ rạp tại chỗ người khác có thể đứng dậy nhưng ông ta thì không không sao lâm nguyên khẽ lắc đầu thương thanh chân nhân thật sự đã từng bỏ rơi hắn nhưng lúc đó lâm nguyên đồng thời đi theo con đường thái âm thái dương quả thật là chuyện động trời nếu là người khác thì thôi chết cũng là tự chuốc lấy nhưng lâm nguyên được chân vũ bội kiếm công nhận thuộc về mầm mống thiên sư đối với thiên sư phụ ý nghĩa rất lớn, một đệ tử như vậy lại đi theo con đường mà người đời cho là tà đạo, thương thanh chân nhân đau lòng muốn chết, cũng là điều có thể hiểu được. Ví dụ như các nhà khoa học nghiên cứu chiến hạm, nghiên cứu cơ giáp của liên minh nhân loại vũ trụ, đột nhiên lại chuyên tâm nghiên cứu văn học, nghiên cứu thần học, người ngoài nhìn vào cũng tức giận, huống chi là thầy cô trường học đã đào tạo ra những nhà khoa học vĩ đại này. Tiếp đó, sau khi trò chuyện vài câu với các thế lực chính đạo khác, Lâm Nguyên cùng mọi người của thiên sư phủ lại một lần nữa trở về Long Hổ Sơn. Mà các cường giả thuộc các thế lực chính đạo khác cũng thức thời cáo từ rời đi. 500 năm rồi, cuối cùng thiên sư phủ cũng xuất hiện một vị thiên sư. Ta còn tưởng ghi chép trong sách cổ sai lầm, căn bản không có cái gì gọi là thiên sư, thiên tượng cảnh chính là mạnh nhất, thiên sư vượt qua thiên tượng cảnh chỉ là chuyện hoang đường. Thiên sư, cả đời này có thể được chứng kiến phong thái của thiên sư, hay? Đúng rồi, vị thiên sư kia tên là gì nhỉ? Trương Sơn Phong, ta nghe các chân nhân của thiên sư phủ nhắc đến cái tên này. Trương Sơn Phong, Trương Thiên Sư, các cường giả thuộc các thế lực chính đạo trò chuyện lẫn nhau, có thể dự đoán, chưa đầy một tháng, tin tức thiên sư phủ xuất hiện thiên sư mới, sẽ truyền khắp thiên hạ. Sườn núi Long Hổ Sơn Lâm Nguyên men theo đường núi, từng bước đi lên. Phía sau là Thương Thanh Chân Nhân, Bình Dương đạo trưởng cùng các đệ tử khác của thiên sư phủ. Thiên sư, Bình Dương đạo trưởng muốn nói lại thôi. Lâm Nguyên đã từng nói với ông ta rằng muốn đi theo con đường thái âm thái dương, hơn nữa còn dự định dung hợp thái âm thái dương, dựa vào đó vượt qua thiên tượng cảnh. Lúc đó Bình Dương đạo trưởng còn cảm thấy Lâm Nguyên điên rồi, đồng thời tu luyện thái âm thái dương đã vô cùng khó khăn, vậy mà còn dung hợp, chỉ là hiện tại xem ra. Lâm Nguyên rõ ràng đã thành công người ngoài đều có thể nhận ra thực lực lâm nguyên thi triển dường như không giống với các đời thiên sư trước đây bình dương đạo trưởng là cường giả thiên tượng cảnh của thiên sư phủ đương nhiên cũng cảm nhận sâu sắc được điều này cho nên trong lòng mới sinh ra nghi vấn ta biết người muốn hỏi gì lâm nguyên dừng bước nhìn xuống cảnh sắc dưới núi ta thật sự đã dung hợp thái dương thái âm thái âm vô cực thái dương vô cực dung hợp ta gọi nó là thái cực Lâm Nguyên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Đồng thời, đồ án Thái cực do âm dương ngư giao thoa hình thành xuất hiện trên lòng bàn tay Lâm Nguyên. Thái âm chi cực là Thái dương. Thái dương chi cực là Thái âm. Thái âm Thái dương là Thái cực. Thái cực, Thái cực trong lòng Bình Dương đạo trưởng tràn đầy chấn động. Đây chính là lĩnh vực mà 36 đời thiên sư của Thiên sư phủ chưa từng chạm tới, cho dù là đời thiên sư mạnh nhất, trước con đường Thái cực cũng ảm đạm phai mờ con đường thái cực không phải người có ý chí kiên định cơ duyên lớn lao ngộ tính cao siêu thì không thể chạm vào ta sẽ khắc con đường này vào trong thiên sư bội kiếm của ta sau này sẽ đặt bội kiếm này vào kiếm trũng nếu như có đệ tử đời sau phù hợp với thái cực chi đạo bội kiếm tự nhiên sẽ bay ra lâm nguyên tiếp tục nói thái cực chi đạo là do hắn ngộ ra ở thế giới này vậy thì trả lại cho thế giới này nguyên nhân lâm nguyên không trực tiếp ghi lại thái cực chi đạo vào trong sách vở truyền thừa xuống chính là bởi vì đồng thời tu luyện thái dương thái âm quá mức nguy hiểm người bình thường ai đụng vào cũng chết nếu như đưa thái cực chi đạo hoàn chỉnh cho mọi người xem e rằng thiên sư phủ chưa đầy bao nhiêu năm sẽ tự mình diệt vong trong một đạo viện của long hổ sơn lâm nguyên đứng trước một chiếc giường phía sau hắn thương thanh chân nhân bình dương đạo trưởng cùng những người khác đều cung kính đứng đó lâm nguyên nhìn về phía giường trên đó trường thanh đạo trưởng đang hôn mê trường thanh đạo trưởng giao chiến với cường giả ma đạo cuối cùng bị ma khí quán thể thâm nhập vào phủ tạng điều này dẫn đến ý thức rơi vào hôn mê không cách nào tỉnh lại loại thương thế này rất khó chữa trị tận gốc cho dù là cường giả thiên tượng cảnh cũng bó tay hết cách chỉ có thể dựa vào chính bản thân người bệnh nếu như có một ngày ma khí trong phủ tạng tiêu hao đến mức độ nhất định có khả năng sẽ tự động tỉnh lại Đương nhiên. Loại thương thế này, đối với Lâm Nguyên hiện tại, tự nhiên không tính là gì. Dùng thái cực chi lực điều hòa âm dương, chỉ trong vài nhịp thở, đã loại bỏ sạch sẽ ma khí trong cơ thể Trường Thanh đạo trưởng. Nửa canh giờ sau, Trường Thanh đạo trưởng chậm rãi tỉnh lại. Sơn Phong, Trường Thanh đạo trưởng vừa nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức kích động. Ta đã phát hiện tung tích của Âm Xà, đà chủ đã ra tay với Trương gia bảo năm đó chỉ là truy tung đến nơi, lại bị phục kích, âm xà đà chủ kia đã sớm có chuẩn bị, ta dốc hết toàn lực, chỉ trọng thương âm xà đà chủ, cuối cùng bị người khác đánh trúng, trường thanh đạo trưởng nói đến đây, ánh mắt mê mang. Chuyện sau đó, ông ta hoàn toàn không biết gì nữa. Không sao. Thù của trương gia bảo, ta sẽ đích thân đòi lại. Lâm Nguyên miễn cười. Sơn Phong, đám người ma môn kia vô cùng xảo quyệt, con tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trường Thanh đạo trưởng nghe vậy, ngữ khí lập tức nghiêm túc. Ông ta chính là một ví dụ sống sờ sờ, vốn tưởng mình là thợ săn, kết quả lại rơi vào bẫy rập của âm xà đà chủ kia. "Con, Trường Thanh đạo trưởng còn muốn giáo huấn Lâm Nguyên vài câu." Bình Dương đạo trưởng bên cạnh nhịn không được. "Trường Thanh, ngươi đang nói gì vậy? Trước mặt ngươi chính là Trương Thiên sư. Chú ý lời nói." Bình Dương đạo trưởng ám chỉ Trường Thanh đạo trưởng Hả, Trương Thiên Sư, Sơn Phong thành Trương Thiên Sư rồi, Trường Thanh đạo trưởng ngớ người, mãi cho đến khi nhìn thấy Thương Thanh chân nhân cùng nhiều đạo nhân khác cung kính đứng sau lưng Lâm Nguyên, miệng dần dần há to. Sau khi nghe Thanh Bình giải thích và nhận được cái gật đầu đồng ý của Thương Thanh chân nhân, Trường Thanh đạo trưởng rốt cuộc cũng tin rằng Lâm Nguyên đã trở thành Thiên Sư của Thiên Sư Phủ. Nói chính xác hơn, là Thiên Sư đời thứ 37 của Thiên Sư Phủ. Thiên sư đời thứ 36 đã là chuyện của 500 năm về trước. Thế sự khó lường. Trường Thanh đạo trưởng lộ ra vẻ mặt vui mừng, thoáng chút phức tạp. Trước khi ông hôn mê, Thiên sư phủ cùng các thế lực chính đạo khác đang liên thủ, dốc hết sức ngăn chặn sự bành trướng của vạn ma môn cùng các thế lực ma đạo khác. Tình thế của hai bên tuy không thể nói là cân bằng, nhưng Thiên sư phủ cũng không chiếm được ưu thế gì. Thế nhưng bây giờ, đứa nhỏ mà ông nhìn từ nhỏ đến lớn Lâm Nguyên đã trở thành thiên sư, trực tiếp đánh tan vạn ma môn. Dưới chân Long Hổ Sơn, máu của những kẻ thuộc ma đạo vẫn còn chưa khô. Sự đảo ngược tình thế như vậy khiến Trường Thanh đạo trưởng không khỏi cảm khái. Tiếp đó, Lâm Nguyên lại kiểm tra cơ thể của Trường Thanh đạo trưởng nhiều lần, xác định không còn ma khí sót lại, rồi mới đứng dậy cáo từ. Trường Thanh đạo trưởng đi đến cửa viện, nhìn bóng lưng Lâm Nguyên dần khuất xa, khẽ mấp máy môi, "Trương huynh, con trai của huynh" con trai của huynh đã trở thành thiên sư vô địch thiên hạ rồi chân võ đạo tàng lâm nguyên lại một lần nữa trở về nơi này nơi đây vốn là nơi các đời thiên sư bế quan tu luyện chỉ khi không có thiên sư nơi đây mới trở thành nơi để hạt giống thiên sư hạt giống thiên tượng cảnh lĩnh ngộ thiên sư lâm nguyên khoanh chân ngồi xuống cẩn thận cảm nhận sức mạnh của bản thân sau khi trở thành thiên sư lâm nguyên lập tức giải quyết vạn ma môn sau đó lại cứu chữa cho trường thanh đạo trưởng, đến tận bây giờ mới có thời gian cảm nhận sức mạnh của thiên sư. Đầu tiên là thọ nguyên. Lâm Nguyên lấy thái âm vô cực và thái dương vô cực làm nền tảng, sau khi trở thành thiên sư, mơ hồ cảm nhận được thọ nguyên của mình đã tăng vọt lên 500 năm. Cần biết rằng, thọ nguyên của các đời thiên sư chỉ khoảng 200 năm. Thọ nguyên của Lâm Nguyên gấp đôi các đời thiên sư trước đó kết hợp thái âm thái dương quả thực mạnh hơn nhiều so với thiên sư chỉ tu luyện thái âm hoặc thái dương. Điều này không chỉ thể hiện ở sức mạnh mà còn thể hiện ở thọ nguyên. 500 năm, tâm thần Lâm Nguyên chấn động. Phải biết rằng, 500 năm này là thọ nguyên cơ bản. Tức là nếu không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, Lâm Nguyên có thể sống được 500 năm. Nếu trở về liên minh nhân loại vũ trụ, kết hợp với các công nghệ sinh học tiên tiến Lâm Nguyên ước tính có thể sống đến hơn 2.000 năm. Bản chất của giới hạn thọ nguyên đến từ sự suy yếu của các cơ quan, mà ở liên minh nhân loại vũ trụ, hoàn toàn có thể nuôi cấy các cơ quan mới để thay thế các cơ quan cũ đã bị hỏng. Đây cũng là lý do tại sao tiến hóa giả nhập giai có thể dễ dàng sống đủ 4, 500 năm. Tất nhiên, việc thay thế nội tạng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Theo thời gian trôi qua, linh hồn ý thức của sinh linh sẽ dần suy yếu, đến lúc đó dù thay thế thêm bao nhiêu cơ quan cũng vô dụng tuy nhiên linh hồn ý thức phụ thuộc vào sức mạnh cảnh giới sinh linh càng mạnh ý thức của họ tự nhiên càng mạnh mẽ sức mạnh hiện tại của ta nếu phân chia theo cấp bậc của liên minh nhân loại có lẽ tương đương với nhị giai cửu đoạn lâm nguyên thầm nghĩ hệ thống tu luyện của thế giới này thiên tượng cảnh gần tương đương với tiến hóa giả nhị giai của liên minh nhân loại cụ thể là từ nhị gia nhất đoạn đến nhị gia nhị đoạn. Còn thiên sư, thì nằm trong khoảng từ nhị giai tứ đoạn đến lục đoạn. Lâm Nguyên lấy thái âm thái dương làm nền tảng để bước vào thiên sư, thực lực vượt xa các đời thiên sư, vì vậy mới đạt đến nhị giai cửu đoạn. Đừng coi thường sự trên lệch chỉ vài đoạn, liên minh nhân loại phân chia cấp bậc cực kỳ chuẩn xác, dù chỉ trên lệch một đoạn, biên độ năng lượng trong cơ thể cũng gần như gấp đôi. Còn 61 năm thời gian lưu trú. Lâm Nguyên liếc nhìn dòng chữ hư ảo bên dưới tầm mắt. Tên, Trương Sơn Phong, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, trạng thái hiện tại, ý thức gián lâm, thời gian lưu trú còn lại, 60 năm 11 tháng, lần xuyên không này, thời gian lưu trú của Lâm Nguyên đã đạt tới 80 năm. Trừ đi 10 năm ban đầu và hơn 9 năm trở thành hạt giống thiên sư, tổng cộng đã qua 19 năm 11 tháng. Thời gian vẫn còn sớm. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. So với lần xuyên không đầu tiên chỉ có 20 năm thời gian lưu trú, lần xuyên không này rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ, theo sự tăng trưởng thực lực của ta, thời gian lưu trú mỗi lần xuyên không sẽ kéo dài, Lâm Nguyên thầm đoán. Sau khi cảm nhận xong bản thân, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Chân võ bội kiếm lơ lửng trên không, dừng lại trước mặt Lâm Nguyên. Trở về đi. Lâm Nguyên đưa tay vuốt ve chui kiếm, khẽ nói. Sau khi bước vào thiên sư cảnh, thái âm thái dương chi lực trong chân võ bội kiếm, đối với Lâm Nguyên mà nói, cơ bản không còn bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV Audio CV dự định trực tiếp cho nó trở về kiếm trũng, tiếp tục ngủ say. Đi thôi. Lâm Nguyên vỗ nhẹ chui kiếm, chân võ bội kiếm, vút, một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang, trở lại kiếm trũng. Không lâu sau khi tiễn chân võ bội kiếm đi, Thương Thanh Chân Nhân cung kính bước vào. Thiên Sư Thương Thanh Chân Nhân hỏi, không biết Thiên Sư bội kiếm nên chế tạo như thế nào, Thiên Sư có yêu cầu gì, các đời Thiên Sư của Thiên Sư Phủ đều có một thanh Thiên Sư bội kiếm của riêng mình. Thiên Sư bội kiếm cũng là biểu tượng của các đời Thiên Sư, ngay cả khi Thiên Sư tọa hóa, Thiên Sư bội kiếm còn sót lại vẫn có thể thay thế vị Thiên Sư đó. Hành trình kiếm trũng 20 năm một lần của Thiên Sư Phủ, thỉnh thoảng sẽ có thiên sư bội kiếm của một đời thiên sư nào đó bay ra đệ tử được thiên sư bội kiếm công nhận sẽ được thiên sư phủ dốc lòng bồi dưỡng thiên sư bội kiếm lâm nguyên chìm vào suy tư đối với thiên sư bội kiếm của mình hắn không có yêu cầu gì đặc biệt chỉ cần có hình dạng của một thanh kiếm bình thường là được có cần khách gì đó lên chui kiếm hoặc thân kiếm không thương thanh chân nhân nhắc nhở nói chung các đời thiên sư đều khắc tên của mình lên thiên sư bội kiếm tên ở đây có thể là chữ, cũng có thể là hình vẽ, thậm chí có thể là một bức tranh. Dù sao thì kỹ thuật của thợ rèn kiếm thiên sư phụ rất tinh xảo, những điều này đều không thành vấn đề. Khắc, Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, nói, tên của ta là Sơn Phong, nếu vậy thì khắc một ngọn núi lên thiên sư bội kiếm đi. Không thành vấn đề. Thương Thanh chân Nhân lập tức đồng ý đây không phải là chuyện gì khó. Chờ đã. Lâm Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cái tên Trương Sơn Phong này là do phụ mẫu hắn đặt. Ban đầu là hy vọng hắn có thể như ngọn núi, che chở cho toàn bộ Trương gia bảo. Chỉ tiếc là, phụ mẫu của Lâm Nguyên đã mất gần 20 năm rồi. Thêm hai ngọn núi nữa đi. Lâm Nguyên thay đổi ý định, khắc ba ngọn núi lên Thiên Sư bội kiếm. Ba ngọn núi, Thương Thanh chân nhân hơi sững sờ. Tam Phong, vài ngày sau, thợ rèn kiếm của Thiên Sư phủ đã trình lên thanh Thiên Sư bội kiếm đã được chế tạo xong có thể nhanh như vậy là bởi vì mỗi đời thiên sư phủ đều cho thợ rèn kiếm của mình chế tạo sẵn phôi kiếm của thiên sư bội kiếm chỉ cần có thiên sư ra đời liền có thể chế tạo ra thiên sư bội kiếm hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất quả nhiên là một thanh kiếm tốt lâm nguyên khẽ gật đầu ánh mắt lướt qua ba ngọn núi trên thân kiếm tất nhiên thanh kiếm tốt trong miệng lâm nguyên là so với vũ khí của người thường điểm đặc biệt nhất của thiên sư bội kiếm các đời là được thiên sư tẩm bổ trong thời gian dài sinh ra linh tính nhất định thậm chí bên trong thiên sư bội kiếm còn sót lại sức mạnh của thiên sư tương ứng đệ tử đời sau có hy vọng dẫn dắt của lực lượng này để chống lại kẻ thù khi thương thanh chân nhân giao chiến với môn chủ vạn ma môn chính là mượn sức mạnh của thiên sư còn sót lại trong thiên sư bội kiếm gần như có thể xuống núi rồi lâm nguyên cầm lấy thiên sư bội kiếm của mình rời khỏi chân võ đạo tàng, bước xuống Long Hổ Sơn. 20 năm trước Trương Gia Bảo bị diệt môn, vài năm trước Trường Thanh Đạo trưởng bị ma khí xâm nhập, cách đây không lâu vạn ma môn vây công Long Hổ Sơn. Mối thù mới hận cũ, không phải Lâm Nguyên giết môn chủ vạn ma môn và mấy ngàn ma chúng là có thể xóa bỏ được. Có bao nhiêu ma đầu trên đời, nếu ai hỏi câu này, chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Bởi vì ma đầu trên đời nhiều vô số kể. Vạn Ma Môn là thủ lĩnh của ma đạo, số ma đầu dưới trướng, kể cả bát phẩm, cửu phẩm cũng chưa đến vạn người. Thế nhưng ma đầu gây họa khắp nơi trên đời, đâu chỉ 10 vạn, trăm vạn người, bởi vì trở thành ma đầu quá dễ dàng. Hơn nữa lợi ích cũng quá lớn. Người thường muốn bước vào cửu phẩm, trở thành người tu luyện, không nói đến đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục thì cũng phải bỏ ra vô số tinh lực và thời gian cuối cùng chưa chắc đã thành công. Thế nhưng chỉ cần tu luyện một môn ma công, sau đó nuốt chửng tinh huyết của mấy chục người thường là có thể thuận lợi bước vào cảnh giới cửu phẩm. Mặc dù ma công nhập môn dễ dàng, muốn đại thành, thậm chí cuối cùng bước vào thượng tam phẩm thì khó hơn công pháp chính đạo rất nhiều. Thế nhưng rất nhiều người nếu không dựa vào ma công, ngay cả hạ tam phẩm cũng không đạt tới, thượng tam phẩm càng là chuyện viễn vông. Hơn nữa ma đầu hành sự, không kiên nể gì, không cần tuân theo bất kỳ quy củ nào giết người như ăn cơm uống nước càng được rất nhiều người theo đuổi đặc biệt là mấy chục năm gần đây vạn ma môn nổi lên kiềm chế rất nhiều tinh lực của chính đạo càng khiến cho ma đầu khắp nơi trên đời hoành hành trước kia thường xuyên có những cường giả chính đạo xuống núi trừ ma vệ đạo bây giờ thì hay rồi những cường giả chính đạo này đều đi chém giết với vạn ma môn những ma đầu chiếm cứ khắp nơi như được cởi bỏ xiềng xích, thủ đoạn càng thêm hung tàn. Thế nhưng hiện tại, ma đầu khắp thiên hạ đã đến ngày tận thế. Bởi vì Trương Thiên sư trên Long Hổ Sơn đã xuống núi diệt ma. Tổng đà vạn ma môn. Sau trận chiến Long Hổ Sơn, môn chủ vạn ma môn bị giết chết. Chính vị phó môn chủ Thiên Tượng cảnh chết 8 người. Vị phó môn chủ còn sống sót chạy thoát được là bởi vì lúc đó đang làm nhiệm vụ, cách Long Hổ Sơn khá xa thêm vào đó bản thân vốn giỏi thủ đoạn bảo mệnh nên mới may mắn thoát chết dù vậy vị phó môn chủ này cũng bị dọa sợ đến mức hồn phi phách tán dù lúc đó đang dốc toàn lực chạy trốn nhưng vô tình liếc mắt nhìn lại nhìn thấy bên phía vạn ma môn biến thành biển máu cảnh tượng kinh khủng như vậy suýt chút nữa khiến ma tâm của một ma đầu như hắn tan vỡ phó môn chủ bây giờ phải làm sao môn chủ đã chết các vị phó môn chủ khác cũng đã chết chúng ta chúng ta bây giờ còn ở lại đây sao một ma đầu đang ở lại trong coi run rẩy hỏi. Không ở lại đây thì có thể trốn đi đâu, nơi này là tổng đà, cơ quan dày đặc, trốn ở đây mới là an toàn nhất. Phó môn chủ lấy lại bình tĩnh, trấn định nói. Từ khi vạn ma môn mới nổi lên, đã tính đến việc vạn nhất giao chiến với chính đạo thất bại, tổng đà sẽ là con đường lui cuối cùng. Tổng đà vạn ma môn đã mời hàng chục vị cơ quan đại sư đến bố trí. Cho dù là một đám thiên tượng cảnh cũng không dám xông vào chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cơ quan làm trọng thương. Chính bởi vì vậy, cuối cùng phó môn chủ mới lựa chọn chạy về tổng đà. Đồng thời ra lệnh cho ma đầu ở lại trong coi mở ra toàn bộ cơ quan. Bỗng nhiên, ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, tiếng chấn động kinh khủng hầu như truyền khắp toàn bộ tổng đà. Không. Ngươi là ai? Tại sao lại giết chúng ta? Tiếng gào thét tuyệt vọng của ma đầu trong tổng đà truyền đến, trong nháy mắt chìm vào yên lặng. Một bóng người mặc đạo bào từng bước bước vào, chính là Lâm Nguyên. "Thiên sư," phó môn chủ cười thảm. Hắn đã từng nghĩ đến cơ quan trong tổng đà không cản được vị thiên sư của Long Hổ Sơn kia, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Vô số cơ quan mà trước kia vạn ma môn xem như đường lui, trong tay vị thiên sư này, ngay cả nửa nén nhang cũng không chống đỡ nổi. "Thiên sư, nếu ta chọn thần phục ngươi," thần phục thiên sư phủ còn có thể sống sót không phó môn chủ không từ bỏ hạ giọng hỏi dù sao hắn cũng là một vị thiên tượng cảnh ít nhiều cũng có chút tác dụng chứ không cần lâm nguyên khẽ lắc đầu xoay người rời đi còn vị phó môn chủ đang ngồi trên ghế chủ tọa mi tâm đột nhiên xuất hiện một đường màu đỏ ma đầu bên cạnh cũng không ngoại lệ ánh mắt nhanh chóng trở nên cứng đờ cả người ngã xuống đại ngu vương triều Kinh Đô Một nam tử mặt trường bào màu máu hoảng sợ chạy đến trước Hoàng Cung. Ta tên là Âu Dương Giả, là đệ tử thân truyền của môn chủ vạn ma môn. Ta biết cách nhanh chóng bồi dưỡng ra cường giả thiên tượng cảnh. Chính vị thiên tượng cảnh của vạn ma môn chính là ra đời nhờ phương pháp này. Âu Dương Giả nhìn Hoàng Cung trước mặt, thúc giục chân khí trong cơ thể, truyền âm thanh vào trong. Đại Ngu Vương Triều là Vương Triều thống nhất thiên hạ hiện nay, thực lực cường đại đồng thời cũng là con đường sống duy nhất của Âu Dương Giả lúc này. Ta có thể nói cho Đại Ngu Vương Triều phương pháp này. Yêu cầu duy nhất chính là bảo vệ ta, cản trở vị Trương Thiên Sư kia. Âu Dương Giả nói đến đây, thần sắc gần như đang cầu xin. Hắn cho rằng phương pháp bồi dưỡng cường giả thiên tượng cảnh, Đại Ngu Vương Triều không thể nào từ chối. Dù sau đó cũng là thiên tượng cảnh, cho dù phải trả giá rất lớn, đối với một vương triều mà nói, tuyệt đối là vô giá chi bảo. Rất lâu sau, cửa hoàng cung được đẩy ra. Một lão giả lưng còng bước ra. Lão giả lưng còng này khí tức thâm hậu, hiển nhiên cũng là một cường giả thiên tượng cảnh. Ngươi đi đi. Trương Thiên Sư vô địch thiên hạ, người hắn muốn giết, mà hắn muốn diệt, chúng ta không giúp được. Lão giả lưng còng khẽ lắc đầu. Sau đó như nhận ra điều gì, lập tức xoay người bước vào trong. Ngay sau đó, cửa hoàng cung đóng chặt lại. Không giúp được, ngay cả phương pháp bồi dưỡng cường giả thiên tượng cảnh cũng không cần, Âu Dương giả im lặng. Chẳng lẽ, trên đời này thật sự không ai cứu được ta, Âu Dương giả vạn niệm câu hôi. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên từ phía sau. Âu Dương giả trực tiếp ngã xuống, mất đi toàn bộ sinh cơ. Cũng coi như thức thời. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung Đại Ngu, xoay người rời đi. Cực Bắc băng nguyên. Trước một tòa cung điện được đúc bằng băng tinh, một bóng người mặc áo đen quỳ rạp xuống đất. Nguyên thủy ma môn của ta, 6.000 năm trước từng cùng bắt nguyên nhất mạch các ngươi cùng tiến cùng lui. Ta nguyện ý nói ra tất cả bí mật của nguyên thủy ma môn, chỉ cầu có thể sống sót. Bóng người mặc áo đen thấp giọng nói. Hắn biết bắt nguyên chi chủ trong băng điện có thể nghe thấy. Dưới gầm trời này, cũng chỉ có bắt nguyên chi chủ này, có thể hơi kiềm chế được vị trương thiên sư kia. Ngươi muốn sống sót, trong băng điện một nam tử uy nghiêm có đôi mắt màu vàng đang ngồi ngay ngắn. Lúc này, thần sắc hắn âm trầm, không nhìn ra biểu cảm gì. Ta cũng muốn sống sót, nam tử uy nghiêm thở dài. Bắc nguyên chi chủ, chẳng lẽ ngươi cứ thế trơ mắt nhìn nguyên thủy ma môn của ta lại một lần nữa bị diệt tuyệt sao, không nhận được hồi đáp, bóng người mặc áo đen quỳ rạp trên mặt đất tuyệt vọng ngẩng đầu. Cùng lúc đó, bóng người mặc áo đen này, bịch, một tiếng ngã xuống đất bên cạnh vang lên tiếng bước chân của lâm nguyên bắc nguyên chi chủ lâm nguyên hơi kinh ngạc nhìn cung điện trước mặt từ ghi chép của thiên sư phủ hắn cũng biết bắc nguyên nhất mạch lịch sử lâu đời không thua kém gì thiên sư nhất mạch thế nhưng mạch này xưa nay xa lánh thế lực trung nguyên an cư ở cực bắc băng nguyên nên người đời biết rất ít trương thiên sư ma đầu này không liên quan gì đến bắc nguyên của ta là hắn tự mình tìm đến cửa nhận ra ánh mắt của lâm nguyên nam tử uy nghiêm trong băng điện lập tức hơi căng thẳng lên tiếng giải thích ta biết lâm nguyên gật đầu thân hình lặng yên biến mất chờ đến khi lâm nguyên hoàn toàn rời đi bác nguyên chi chủ này mới thở phào nhẹ nhõm thiên sư đời này tạo áp lực cho ta quá lớn dường như mạnh hơn các đời thiên sư trước rất nhiều nam tử uy nghiêm không nhận được nghĩ thầm bác nguyên nhất mạch hiểu biết về thiên sư còn nhiều hơn những thế lực chính đạo khác chính bởi vì vậy Nam tử uy nghiêm cảm thấy áp lực mà Lâm Nguyên tạo ra cho hắn có chút không chịu nổi. Trong một sa mạc, mấy chục bóng người điên cuồng chạy trốn. Trương Thiên Sư, huynh đệ chúng ta mấy chục người tuy tự xưng là ma đầu, nhưng không liên quan gì đến vạn ma môn cả. Năm đó vạn ma môn vây công long hổ sơn, huynh đệ chúng ta không hề hay biết, cũng không tham gia vào. Nam tử dẫn đầu khàn giọng gào thét, hoảng sợ nhìn bóng người đang từng bước tiến đến phía sau. Chỉ cần là ma đầu, đều phải giết lâm nguyên giơ tay phải lên nhẹ nhàng ấn xuống mấy chục người đang chạy như điên phía trước đồng loạt ngã xuống trên một con phố náo nhiệt một đạo sĩ xem bói đang rao to ở ven đường lúc này một nam tử có ngũ quan bình thường đi tới xem cho ta một quẻ ta còn sống được bao lâu nam tử có ngũ quan bình thường này hai mắt đỏ hoe hiển nhiên gần đây đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng nhìn ngươi còn trẻ đạo sĩ xem bói chỉ liếc mắt nhìn lập tức biến sắc sau đó nhanh chóng thu dọn bàn tính, bàn quẻ, không chút do dự xoay người bỏ chạy. "Lão gia, lão gia, ngài sợ người đó như vậy sao?" "Không dám xem bói cho hắn sao?" Một đứa trẻ con chạy theo phía sau. "Ngươi biết cái gì?" Đạo sĩ xem bói trừng mắt nhìn đứa trẻ. "Người vừa rồi không còn sống được bao lâu nữa, chúng ta tiếp xúc quá gần, nói không chừng còn bị liên lụy." Đạo sĩ xem bói nhanh chóng nói. "Hả? Bị liên lụy?" đứa trẻ chớp chớp mắt nó biết lão gia nhà mình là cường giả có tiếng trên đời sao lại sợ bị liên lụy chứ bởi vì người đó là ma đầu đạo sĩ xem bói nói thẳng ma đầu nghe thấy vậy đứa trẻ lập tức rụt cổ lại bây giờ ai mà không biết tai họa của ma đầu khắp thiên hạ đã đến vị trương thiên sư đi xuống long hổ sơn đang truy sát ma đầu khắp nơi chỉ cần là ma đầu cơ bản khó thoát khỏi cái chết không ai có thể ngăn cản được Trương Thiên Sư đạo sĩ xem bói đột nhiên dừng lại. Trong lòng đột nhiên bắt đầu run rẩy Bởi vì một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào đang đi tới, hướng về phía vị trí của nam tử có ngũ quan bình thường kia. Trương Thiên Sư đến rồi. Đạo sĩ xem bói lẩm bẩm. Hậu thế ghi chép, Trương Sơn Phong, Thiên Sư đời thứ 37 của Thiên Sư Phủ, xuống núi dẹp loạn ma. Sau đó 60 năm, ma đạo giang hồ biến mất, thiên hạ thái bình, không ai dám tự xưng là ma đầu. Hậu nhân gọi đây là Giác Tử Diệt Ma. Thời gian thấm thoát trôi qua, 60 năm thoát cái đã đến. Tại nơi sâu thẳm của vùng đất hoang vu vô tận phía tây, một di tích cổ xưa âm u, bí ẩn tọa lạc. Chính là chỗ này. Dựa theo lời miêu tả của Trương Thiên Sư, đây hẳn là di tích của Nguyên Thủy Ma môn năm xưa. Nhanh chóng đi thông báo cho Trương Thiên Sư. Mấy chục giang hồ võ phu tìm đến nơi đây, ai nấy đều phấn chấn tinh thần gã đại hán thô kệch đứng đầu sau khi phân phó nhanh chóng liền canh giữ trước di tích nghe nói di tích này sẽ di chuyển vị trí theo biến động của địa mạch cứ cách một khoảng thời gian lại đổi chỗ nếu không thì không đến nỗi phải mất thời gian dài như vậy mới tìm được bên cạnh gã đại hán một nam tử da đen thất vọng nói nửa ngày sau trước di tích chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào trương thiên sư vị đại hán thô kệt nhìn thấy lập tức bước lên cung kính hành lễ tham kiến trương thiên sư những người còn lại cũng đồng loạt hành lễ đối diện với vị đạo sĩ trong chẳng có gì đặc biệt này trong lòng tất cả mọi người đều không khỏi dâng lên áp lực vô cùng lớn bởi vì vị trương thiên sư này chính là người có sát tính nặng nhất trong số tất cả các thiên sư đời trước của thiên sư phủ các thiên sư đời trước của thiên sư phủ quả thực có hành động xuống núi trừ ma. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ trừ ma vài năm là được rồi, còn vị trương thiên sư này, đã trừ ma suốt 60 năm. Cho đến ngày nay, những ma đầu từng ngông cuồng tột độ đã sớm trở thành truyền thuyết, hai chữ bị cấm kỵ nhất trên thế gian chính là, ma đạo. Mà tất cả những điều này, đều là bởi vì trương thiên sư. Trương thiên sư một mình một ngựa, dứt đến mức không ai dám tự xưng là ma đầu nữa. Có người lén lút tính toán, trong vòng 60 năm qua, ma đầu chết dưới tay Trương Thiên Sư, không có trăm vạn thì cũng phải có vài chục vạn. Chính là nơi này rồi. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát di tích, xác định đây chính là di tích của Nguyên Thủy Ma Môn năm xưa. Nguyên Thủy Ma Môn là thế lực có thể sánh ngang với vị thiên sư đầu tiên từ 6.800 năm trước, có thể nói là nguồn gốc của vạn ma trên đời. Lâm Nguyên muốn thực sự trừ hết ma trên đời, chắc chắn không thể bỏ qua di tích này. Chỉ là, di tích Nguyên Thủy Ma Môn không cố định ở một chỗ, vị trí của nó thay đổi liên tục vì vậy lâm nguyên trực tiếp lấy danh nghĩa thiên sư điều động giang hồ võ phu cuối cùng hôm nay đã xác định được vị trí di tích ta muốn vào trong mọi người mau chóng rời đi lâm nguyên nhìn lướt qua gã đại hán thô kệch và những người khác mở miệng nói vâng gã đại hán lập tức đáp trương thiên sư di tích này rất nguy hiểm ngài nhất định phải cẩn thận gã đại hán do dự một hồi vẫn mở miệng nói. Hắn vẫn rất khâm phục Trương Thiên Sư, 60 năm qua lâm nguyên trừ ma, thế gian tuy rằng không thể nói là không có tranh chấp, nhưng ít nhất cũng yên ổn hơn rất nhiều. Gia gia của gã đại hán thường nói với hắn, 60 năm trước, ma đầu ngông cuồng, động một tí bắt người ăn tươi nuốt sống, tu luyện ma công. Ta biết chừng mực. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó đi thẳng vào di tích. Bên ngoài di tích, mọi người nhanh chóng bàn luận. Đó chính là Trương Thiên sư. Trông rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi, 60 năm trước Trương Thiên sư đã 20 tuổi, bây giờ đã 80 tuổi rồi. Thiên sư há là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Nghe nói các đời thiên sư đều sống được hơn 200 tuổi. Mọi người xì xào bàn tán, dù sao những năm qua, Trương Thiên sư đã được thần thánh hóa, so với những thiên sư đời trước, Trương Thiên sư trừ ma lâu nhất, cho nên danh tiếng cũng càng sâu đậm thậm chí ngay cả hoàng đế đại ngu khi gặp trương thiên sư cũng phải cung kính hành lễ những năm qua trương thiên sư lấy danh nghĩa thiên sư hiệu lệnh quần hùng thiên hạ dựa vào cái gì quần hùng thiên hạ tự mình nghe lời còn không phải là thực lực tuyệt đối vô địch sao mặc dù trương thiên sư xưa nay chỉ giết ma đầu nhưng ma đầu này như thế nào lại do chính trương thiên sư định nghĩa cho dù ngươi tu luyện công pháp chính đạo chưa từng làm hại ai Trương Thiên Sư cho rằng ngươi là ma đầu, vậy chính là ma đầu, vậy là có thể giết. Thôi. Đi thôi. Trương Thiên Sư đã bảo chúng ta đi, chắc chắn có suy nghĩ riêng. Nguyên thủy ma môn cho dù đã diệt vong, di tích của nó cũng không thể xem thường. Trương Thiên Sư không sợ, nhưng chúng ta không phải Trương Thiên Sư. Gã đại hán Thô Kịch lập tức nghiêm túc nói. Những người còn lại nghe vậy, trong lòng lập tức trung lên vội vàng theo gã đại hán rời khỏi nơi này bên trong di tích nguyên thủy ma môn lâm nguyên thông dong dạo bước khí trường thái cực vô hình lấy hắn làm trung tâm bao phủ bán kính trăm mét trong vòng trăm mét như nhìn rõ lòng bàn tay rõ ràng từng chi tiết sáu mươi năm trước lâm nguyên đạt được vị trí thiên sư đã vô địch thiên hạ vượt qua các đời thiên sư sáu mươi năm trôi qua thậm chí ngay cả chính Lâm Nguyên cũng không thể nào phán đoán được cảnh giới hiện tại của mình. 60 năm qua, mặc dù Lâm Nguyên đều bận trừ ma, nhưng có thiên phú ngộ tính nghịch thiên, dù bế quan hay trừ ma, hắn đều luôn ngộ đạo, luôn tu luyện. Trước khi trở thành thiên sư, sở dĩ Lâm Nguyên trốn trên Long Hổ Sơn, một là vì thực lực của bản thân chưa phải vô địch thiên hạ, xuống núi sẽ có nguy hiểm nhất định. Hai là vì chân võ đạo tàng trên Long Hổ Sơn vẫn chưa được lĩnh hội hết. Còn sau khi đạt được vị trí thiên sư, cho dù không trừ ma, Lâm Nguyên cũng sẽ không tiếp tục ở trên Long Hổ Sơn, mà sẽ chu du thiên hạ, cảm ngộ thiên địa. Bên trong di tích âm u, trùng rợn. Nhưng Lâm Nguyên lại dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp đi về phía sâu nhất của di tích. Không lâu sau, Lâm Nguyên nhìn thấy một tế đàn khổng lồ. Tế đàn mang màu đen đỏ, trên bề mặt mơ hồ có vết máu sót lại. Hắc hắc hắc, ngay lúc Lâm Nguyên nhìn về phía tế đàn, một giọng nói trầm thấp hùng hậu truyền đến. Chỉ thấy trên bề mặt tế đàn, vô số huyết khí nổi lên, ngưng tụ thành một bóng người màu máu. Nhiều năm như vậy trôi qua, rốt cuộc chân vũ nhất mạch lại sinh ra một vị thiên sư. Bóng người màu máu nhìn chầm chầm Lâm Nguyên, khẽ cười nói. Ngươi là ai? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Ta là ai? Ngươi có thể gọi ta là Nguyên Thủy Ma Linh. Bóng người màu máu cao giọng có chút điên cuồng nói. Nguyên thủy ma linh, Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi không phải đến từ thế giới này, ngay từ khi có được Chân Vũ bội kiếm, Lâm Nguyên đã suy đoán nó đến từ thế giới khác. Bởi vì thái âm thái dương chi lực bên trong Chân Vũ bội kiếm, cho dù là Lâm Nguyên hiện tại cũng không thể làm được, chứ đừng nói đến các đời thiên sư. Mà thiên sư chính là giới hạn của thế giới này, thiên sư không làm được, có nghĩa là không có sinh linh nào trong thế giới này có thể làm được chỉ có cái gọi là thế giới khác, hoặc đơn giản là thượng giới, mới có khả năng. Giờ phút này, Lâm Nguyên lại nhìn thấy Nguyên Thủy Ma Linh trước mặt, càng khẳng định suy đoán trong lòng. Cách thức xuất hiện lúc nãy của Nguyên Thủy Ma Linh đã vượt qua phàm tục, cộng thêm giọng điệu của hắn, rất có thể đã tồn tại từ 6.800 năm trước. Ha 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 ha! Vị thiên sư đời này quả thật có chút nhãn lực, biết được lai lịch của bản Ma Linh. Bóng người màu máu đánh giá Lâm Nguyên, chỉ là, đã ngươi đã vào đây rồi, người được bản ma linh chọn, phỏng chừng đã chết dưới tay ngươi rồi. Trăm năm trước, môn chủ vạn ma môn vô tình lạc vào di tích. Dưới sự dẫn dắt bí mật của nguyên thủy ma linh, hắn ta đã có được một phần truyền thừa của nguyên thủy ma môn năm xưa. Nhờ đó, hắn ta đã gây nên gió tanh mưa máu trong thiên hạ. Thực ra đây không phải là trường hợp cá biệt, 6.800 năm qua, cứ cách vài trăm năm, sẽ lại xảy ra một màn ma đạo loạn thế, trong đó phần lớn đều là do nguyên thủy ma linh nhúng tay nói đi ngươi đến đây tìm bản ma linh muốn làm gì bóng người màu máu đứng ở trung tâm tế đàn hứng thú hỏi hắn ta cũng đã cô đơn quá lâu lần trước gặp người sống đã là chuyện của trăm năm trước rồi ta dự định thử hủy diệt ngươi lâm nguyên không hề che giấu mục đích của mình hắn hiệu lệnh quần hùng thiên hạ tìm kiếm di tích nguyên thủy ma môn chính là vì muốn triệt để kết thúc cái nôi của vạn ma này không còn di tích nguyên thủy ma môn, trong tương lai có lẽ vẫn sẽ xuất hiện ma đầu, nhưng ít nhất sẽ không gây ra đại họa. Ha 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 ha. Muốn hủy diệt ta, thật là cuồng vọng, trước ngươi cũng đã có hơn 20 vị thiên sư tìm đến nơi đây. Trong đó còn bao gồm vị thiên sư đầu tiên của thế giới này, ngươi cho rằng tại sao ta vẫn còn tồn tại đến bây giờ? Bóng người màu máu hơi sững sờ, đột nhiên cười lớn. Thái Âm. Thái Dương. Lâm Nguyên không nói thêm lời nào nữa, mà tâm niệm khẽ động, dẫn động thái âm thái dương chi lực giữa thiên địa, trấn áp xuống tế đàn. Âm âm, hai màu đen trắng hóa thành âm dương đại ma bàn, muốn nghiền nát tế đàn, cả di tích đều ẩn ẩn rung chuyển. Dưới sự nghiền ép của âm dương đại ma bàn, bóng người màu máu đột nhiên lùi lại vài bước, màu đỏ tươi trên thân hình cũng trở nên nhạt đi vài phần. Đồng thời khống chế thái âm thái dương chi lực, chỉ bằng thủ đoạn này, ngươi đã vượt qua tất cả thiên sư của chân vũ nhất mạch thế giới này bao gồm cả vị thiên sư đầu tiên được chân vũ truyền đạo chỉ là chỉ dựa vào những thứ này vẫn không thể hủy diệt được ta giọng điệu của bóng người màu máu khôi phục lại sự bình tĩnh tế đàn xung quanh lại tuôn ra một lượng lớn huyết khí không ngừng bù đắp sự tiêu hao của hắn ta ngưng lâm nguyên vận chuyển thái âm thái dương trong cơ thể đưa tay phải ra từ từ ấn xuống 60 năm tu luyện ngộ đạo, lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về Thái âm Thái dương chi lực đã vượt xa 60 năm trước, lúc này điều động Thái âm Thái dương chi lực càng thêm mênh mông. Âm 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 âm. Âm dương đại ma bàn phình to gấp 10 lần, Thái âm chi lực và Thái dương chi lực chuyển hóa lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, giống như biển cả dập dần. Vô ích thôi, ta là bất tử, sắc mặt nguyên thủy ma linh khẽ biến, vẫn còn cứng miệng. Chỉ là, mới qua vài hơi thở dừng 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 có gì từ từ nói không cần phải động thủ trong di tích nguyên thủy ma môn thái âm thái dương chi lực mênh mông cuồn cuộn như biển cả đối mặt với lời cầu xin tha thứ của nguyên thủy ma linh lâm nguyên không hề động lòng sưu một tia âm dương chi lực hóa thành lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng thân thể nhuốm máu của nguyên thủy ma linh trong chớp mắt thân thể nhuốm máu sôi trào sau đó nhanh chóng phục hồi như cũ chỉ là cảnh tượng này khiến lâm nguyên hơi sững sờ bởi vì ngộ tính của ngươi nghịch thiên quan sát một phần bản chất của nguyên thủy ma linh lĩnh ngộ ma công đại hoang hồi nguyên thuật trong nháy mắt tất cả những gì liên quan đến đại hoang hồi nguyên thuật đều gù vào tâm trí công pháp này lâm nguyên nheo mắt lại mặc dù chưa tu luyện nhưng lâm nguyên có thể khẳng định công pháp này chính là cấp bậc thiên sư ngay cả thiên sư phủ cũng không có nhiều công pháp đạt đến cấp độ này nguyên thủy ma linh lâm nguyên nhìn xuống thân ảnh nhún máu đang gào thét đau đớn trên tế đàn nguyên thủy ma linh là gì hộ đạo giả rõ ràng là không phải nguyên thủy ma linh thậm chí không thể rời khỏi tế đàn rời khỏi di tích nguyên thủy ma môn rõ ràng không thể là hộ đạo giả lâm nguyên cho rằng nguyên thủy ma linh giống như một nhân vật kế thừa truyền thừa nắm giữ truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Môn ngày xưa, không để cho mạch này bị đứt đoạn hoàn toàn. Môn chủ vạn ma môn 60 năm trước chính là từ Nguyên Thủy Ma Linh này, đã có được một phần truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Môn, từ đó thành lập vạn ma môn, gây họa cho thiên hạ. Vì là người kế thừa truyền thừa, chắc chắn nắm giữ rất nhiều truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Môn. Vừa rồi Nguyên Thủy Ma Linh bị âm dương chi lực xuyên thủng, bản năng sử dụng đại hoang hồi nguyên thuật này để phục hồi Kết quả rơi vào mắt Lâm Nguyên, trực tiếp dựa vào ngộ tính nghịch thiên lĩnh ngộ. 60 năm qua, Lâm Nguyên tuy sát ma đầu khắp thiên hạ, quả thật đã lĩnh ngộ không ít ma công bí thuật. Nhưng những ma công bí thuật đó, cấp bậc đều không cao, Lâm Nguyên căn bản không coi trọng. Chỉ là nguyên thủy ma linh trước mặt, đây chính là truyền thừa ma đạo không thua kém gì thiên sư phủ. Những bản chất huyền diệu mà nó nắm giữ, có thể lọt vào mắt xanh của Lâm Nguyên. Từ từ thôi, trong lòng lâm nguyên đã có quyết định ban đầu hắn còn định giải quyết nguyên thủy ma linh nhanh gọn lẹ chỉ là hiện tại nguyên thủy ma linh có lợi ích lâm nguyên tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy tiếp theo lâm nguyên cố ý nương tay ép buộc nguyên thủy ma linh sử dụng nhiều loại công pháp truyền thừa vì vậy ngộ tính của ngươi nghịch thiên quan sát một phần bản chất của nguyên thủy ma linh lĩnh ngộ ma công ngộ tính của ngươi nghịch thiên Quan sát một phần bản chất của Nguyên Thủy Ma Linh, lĩnh ngộ ma công, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát một phần bản chất của Nguyên Thủy Ma Linh, lĩnh ngộ ma công, vài tháng sau. Nguyên Thủy Ma Linh cơ bản đã bị Lâm Nguyên vắt kiệt. Tất cả truyền thừa ma đạo mà nó nắm giữ đều rơi vào tay Lâm Nguyên. Ngươi rốt cuộc có giết hay không, cho ta một cái kết thúc nhanh gọn đi. Trên tế đàn, Nguyên Thủy Ma Linh đã triệt để buông xuôi. Mặc dù nó không phải sinh linh nhưng cũng có trí tuệ nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi lâm nguyên rõ ràng có đủ thực lực để giết mình tại sao lại ở đây chơi đùa mấy tháng trời chẳng lẽ nguyên thủy ma linh hắn rất thú vị không nên bắt nạt người ta như vậy chứ nguyên thủy ma linh có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tất cả ác chủ bài mà nó nắm giữ đều bị lâm nguyên lén học hết được lâm nguyên gật đầu sau khi xác định không thể vắt kiệt thêm gì từ nguyên thủy ma linh trực tiếp thúc giục âm dương đại ma bàn, triệt để hủy diệt nó. Bước ra khỏi di tích nguyên thủy ma môn. Lâm Nguyên quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Lần này đến nguyên thủy ma môn, Lâm Nguyên có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu. Không chỉ chân chính tiêu diệt nguyên thủy ma môn, làm được những gì mà các đời thiên sư trước đây chưa từng làm được. Mà còn nhân tiện có được tất cả truyền thừa bí thuật của nguyên thủy ma môn. Mặc dù Lâm Nguyên là thiên sư của thiên sư phủ, nhưng đối với truyền thừa ma đạo cũng không bài xích chỉ cần có thể khiến bản thân mạnh lên chính đạo cũng tốt ma đạo cũng được không có gì khác biệt liên minh nhân loại vũ trụ sở hữu vô số con đường tiến hóa trong những con đường tiến hóa này cũng có không ít con đường khiến người ta kinh hãi thậm chí còn lấy máu thịt linh hồn làm thức ăn nhưng đều không bị ba vị nữ thần cấm đoán bản chất của sức mạnh không có đúng sai người nắm giữ sức mạnh mới có thể quyết định đúng sai Ma đạo Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Vài tháng thời gian, hắn cơ bản đã lĩnh ngộ thấu triệt những truyền thừa của Nguyên Thủy Ma môn. Ngộ tính nghịch thiên phụ thuộc vào thực lực của Lâm Nguyên. Trước khi trở thành thiên sư, Lâm Nguyên phải mất vài năm mới miễn cưỡng lĩnh ngộ được những cảm ngộ tâm đắc trong chân vũ đạo tàng. Sau khi trở thành thiên sư, tiếp tục khổ tu 60 năm, đối mặt với truyền thừa của Nguyên Thủy Ma môn, độ sâu sắc không kém gì chân vũ đạo tàng. Lâm Nguyên chỉ mất có vài tháng. Thiên đạo, bớt chỗ thừa, bù chỗ thiếu. Ma đạo, bớt chỗ thiếu, bù chỗ thừa. Trong lòng Lâm Nguyên hiện lên vô số truyền thừa ma đạo. Long Hổ Sơn. Lâm Nguyên đứng trước chân vũ đại điện, ngẩng đầu nhìn lên tượng thần chân vũ đại đế. Thiên sư. Thanh Bình lập tức tiến lên. 60 năm trôi qua, Thương Thanh chân nhân, Bình Dương chân nhân năm xưa đều đã tọa hóa. Thiên sư phủ hiện tại, cơ bản do Thanh Bình và mấy vị thiên tượng cảnh chủ trì. Sư phụ. Lúc này, một bóng người bước vào. Cúi đầu cung kính hành lễ với Lâm Nguyên. "Hả, trở thành thiên sư rồi, tốt, tốt lắm." Lâm Nguyên quay đầu liếc nhìn bóng người này. Bóng người này tên là Dư An, là đứa trẻ mồ côi mà Lâm Nguyên nhặt được trong lúc xuống núi trừ ma 50 năm trước. Bởi vì nhận thấy tư chất không tồi, nên mang theo bên mình dạy dỗ cẩn thận mấy năm. Chờ đến khi Dư An 10 tuổi, liền mang lên Long Hổ Sơn. Với tư chất của Dư An, kỳ thực không thể nào được chân vũ bội kiếm công nhận. Nhưng dưới mệnh lệnh của Lâm Nguyên, chân vũ bội kiếm không thể làm chủ, chỉ có thể công nhận Dư An. 40 năm trôi qua, Dư An cũng không khiến Lâm Nguyên thất vọng, hai năm trước chính thức trở thành thiên sư. Từ đó thiên sư phủ nên đón thời kỳ đỉnh cao nhất, một thời đại đã sinh ra hai vị thiên sư nếu không có sư phụ dư an đã chết ở dưới chân núi từ lâu rồi dư an cung kính nói hắn có thể có được thành tựu như ngày hôm nay không thể tách rời khỏi những năm tháng dạy dỗ của lâm nguyên thậm chí có thể nói là chiếm yếu tố chủ đạo còn lớn hơn cả ảnh hưởng của chân vũ bội kiếm cùng với việc thực lực ngày càng mạnh dư an càng cảm nhận được sư phụ thâm sâu khó lường thời thơ ấu Dư An nhìn thấy Lâm Nguyên, chỉ cảm thấy sư phụ của mình rất mạnh. Bước vào cảnh giới thượng tam phẩm, Dư An lại nhìn thấy sư phụ, lại có cảm giác như đối mặt với thiên uy. Chờ đến bây giờ, bản thân trở thành thiên sư, Dư An chợt phát hiện, sư phụ của mình như trời đất bao la rộng lớn. Giống như người đứng cách xa trăm dặm để ngắm Long Hổ Sơn, sẽ cảm thấy ngọn núi này nhìn có vẻ không cao lắm, người từng bước tiến lại gần, nó dần dần cao lên đến khi chỉ còn cách năm dặm, ngươi phát hiện Long Hổ Sơn thật cao, khi ngươi đi đến chân núi, Long Hổ Sơn đã cao ngất trời che khuất cả mặt trời. Trương Gia Bảo Hoa đào rực rỡ Bay lượn khắp núi Không ai biết, 80 năm trước, nơi đây từng bị ma môn diệt môn, hơn nghìn người chết ở nơi này, máu nhuộm đỏ cả đất đai. Trương Gia Bảo ngày nay đã trở thành, nghĩa trang, chôn cất tất cả tộc nhân của Trương Gia ngày xưa do quan hệ của vị trương thiên sư kia bên ngoài nghĩa trang trương gia bảo đều có người canh gác cấm người ngoài quấy rầy sự an nghỉ của người đã khuất nơi đây chính vì như vậy nghĩa trang ngày thường không có ai đến gần vô cùng yên tĩnh chỉ là ngày hôm nay trong nghĩa trang trương gia bảo trước một tấm bia mộ lại có một bóng người đứng đó bóng người này mặc đạo bào dung mạo trẻ trung chính là lâm nguyên Lâm Nguyên nhìn chầm chầm vào bia mộ trước mặt, trên đó khắc hai chữ, Trương Khôn, Tô Vân. Chính là phụ mẫu của thân thể này của Lâm Nguyên. Thời gian đã đến. Ánh mắt Lâm Nguyên mang mắt buồn, khoảng thời gian 80 năm tạm trú đã gần kề, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, sẽ phải trở về chủ thế giới. Thiên sư phủ hiện tại đã có thiên sư mới, cộng thêm thiên sư bội kiếm ẩn chứa, thái cực chi đạo, của Lâm Nguyên, đã được lưu lại trong kiếm trũng của Long Hổ Sơn lúc này lâm nguyên đã coi như là vô sự nhẹ nhàng trước khi rời đi lâm nguyên đột nhiên muốn nhìn phụ mẫu ở thế giới này một chút thời gian trôi qua trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ trong đầu lâm nguyên vạn giới chi môn kia đột nhiên sáng rực khi ý thức sắp sửa trở về tâm niệm lâm nguyên khẽ động âm dương thái cực chi lực trong cơ thể va chạm sụp đổ kéo theo cả thân thể cũng bắt đầu tan biến từng chút một một cơn gió nhẹ thổi qua lâm nguyên hoàn toàn biến mất sinh ra tại thế giới này trở về với thế giới này thế gian không còn trương thiên sư nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha